dễ gì nó cho đi lung tung như ở bên hồi xưa mở cái cờ mới mở cái lầu thờ mở cái cửa tắt bét ra hết trơn chỗ nó ăn cũng bữa mở cái cửa tắt bét ra luôn nó cứ sợ mẹ tắt bét chỗ vô trong phòng ngủ mình cũng mở cửa tắt bét mà trong bây giờ hả còn lâu như vậy cho nhiêu vậy nè hỏi sống sao nổi trời trời nóng á bà nội mẹ nay phải đi mua cái quạt. Mọi người nha, hôm nay được hân hạnh gặp lại bác Thu này. Dạ. Coi như là bữa là bác Thu và cô... Và cô bà, Châu bà, Giang bà, đó, bà cô Châu Giang đó, giờ Giang. Bà đi về con bà rồi. Dạ, dạ. Bà đâu có ở đây đâu, dạ, thường đâu. Đúng rồi. Thì buồn quá. Người ta về, ta về con người ta chứ, người ta ở này buồn lắm. Tuổi già đó. Tuổi già. Già đó. Rồi bây giờ con hỏi sơ bác nha. Thì có thể bác cho con hỏi và cho mọi người biết là có thể là giống như bác qua Mỹ năm nào và qua như thế nào? Qua nửa năm 94. Nửa năm 94 và đi theo diện con lai, con của cô là con lai. Vậy hả? Rồi cô tất cả là được bao nhiêu người con? Ba trai, thằng con lai, hai đứa con trai nữa. Là ba lần, ba người. Cô nữa là 4. Rồi ở Việt Nam là cô ở đâu? Ở Hậu Giang. Hậu Giang đường đi về Lộ Tẻ, Gạch Giá rồi đó. Nhưng mà nó ăn theo cái đường cũng hồi xưa là chỗ đó là dùng là về Cần Thơ. Đó là nói về theo Cần Thơ là giáp ganh với mà Gạch Giá đó. Nhưng mà mình ở ngoài này, ngã ba Lộ Tẻ đi vô chút đó. Rồi khi mà ở Việt Nam cô làm nghề gì? Làm gì? Làm nông dân. Nông dân, dưới đó thường đó là nông dân. Nông dân không à. Về nông dân về là trồng cây cái gì? Trồng lúa, trồng này, trồng kia ăn, rồi là làm mướn, làm thuê. Đó thì ăn sống qua ngày vậy thôi, người nghèo là vậy thôi. Chứ đâu có làm gì đâu. Con thì Việt Nam con cũng làm nông dân vậy. Nông dân. Nông dân gặp nông dân. Ừ. nông dân trẻ gặp nông dân lớn. Ừ. Trời ngày xưa thì còn trẻ cô cũng đi mằng dữ lắm, đi làm lúa rồi làm lúa mướn rồi ai kêu dặm lúa thì làm lúa. Đúng rồi. Rồi ai rảnh thì đi ra chầm lá. Chầm lá lợp nhà đó, ta lợp nhà người nghèo ta mà ta. Là cái chanh đó hả? Lợp lá rồi nè, nó bẻ vô rồi xỉa ra đó. Để lợp mái nhà. Lợp nhà cho người ta ở đó. Nghèo là có cái đó là mới người ta mua ở lấy. Chanh, lá chè, coi như là có cái lá mà ấy là phải dùng hết. Ở vùng đó là giờ vô tắc cậu mới có lá đó là mới đem về là chầm mới được. Lá đó kêu bằng lá gì? Lá dừa. Lá dừa đó, lá dừa hoặc là lá. Lá dừa thôi chứ còn không có lá dừa, còn lá mà dừng dách đó là lá gì? Kêu lá gì tao quên mẹ nó rồi. Lá cọ hả? Nó không có lá cọ, lá gì đó. Lá đó nó xé ra là dừng theo mấy dách nè. Lá gì nên là quên mất mẹ rồi, trời ơi lớn tuổi rồi quên không nhớ đâu mẹ ơi. Vậy là dừng nó còn ở trên thì lá dừa lấy qua lá gì nãy ta nói đó, lá đó là để chầm lá thôi. Còn mấy cái lá là dừng dách là nó khác nữa. Thì nói chung mỗi miền nó có mỗi chỗ. Con thì nói chung là con ở Lâm Đồng thì lá chanh không à, lá chanh ở ngoài đó khác, còn bên này là ở trong miền Tây là nó lá dừa nước. Lá dừa nước đó, mấy cái lá dừa ta chặt đó. Lá dừa nước. Trời, ta chặt ta đem về ta bán dữ dội lắm, tiền không à nghe. Con chưa ăn cái đó bao giờ. Trời ơi, lá dừa nước đó, mày biết cái trái dừa nước đó nguyên chắc đó, nó ngon lắm mày biết trái không? Nó nhỏ xíu. Nó nhỏ xíu mà nó nạo ra. Ngon lắm. Đâu người ta có bán. Có bán mà bán mắc lắm, này đâu có bán rẻ đâu. Nhưng mà nó vô hộp cũng ngon. Dạ vô hộp đúng rồi, nó mất cái vị của nó rồi. Nó mất cái vị nó cũng ngon bằng nó, của nó, của chánh thức của nó là ngày xưa của nó ăn liền, mình làm liền á, ở tại chỗ ngon hơn. Cái gì nó mà tươi nó cũng ngon hơn. Thì rồi bác trai đâu? Đã lâu rồi. Là sao là đi đi về bán muối lâu lắm rồi, mấy chục năm, 40-50 năm rồi. Ồ vậy hả? Là đi lúc đó là bác còn trẻ quá hả? Lúc đó cô trẻ mà, có đó con cô là... ba lớn nhỏ nhỏ không à. Mấy lúc đó là bác trai đi
bao lâu rồi, nhớ không, bao nhiêu năm rồi? Không, không nhớ đâu, ba mươi mấy năm, bốn chục năm rồi, năm chục rồi, đâu có nhớ đâu, không nhớ đâu. Vậy là cô ở từ đó vậy tới giờ luôn? Ở vậy chơi à. Wow. Ở vậy đi bằng thuê, bằng mướn nuôi con rồi sống qua ngày thôi à. Ngày nào những ngày nấy thôi. Thì mọi người cũng thấy đó là các người phụ nữ Việt Nam rất là tốt. Các cô, các bà, coi như là hồi xưa là các ông thường hay mất sớm, thì các bác, các cô, các là thường hay ở vậy, sống vậy, nuôi con, thủ thiết thờ chồng. Cũng không có cho lấy chồng nên chi. Thủ thiết thờ chồng, không có lấy chồng nữa. Wow. Sống cuộc đời gọi là vì con, vì cái, hy sinh hết cho con. Cái đó nói là mình cũng nghẹn luôn á. Mọi người thật sự rất là khâm phục những cái người giống như lớn tuổi đã có, giống như là đã trước cái thời của mình. Có nghĩa là thời cha mẹ mình, ông bà mình á, là những cái người thời đó rất là thời đó hơi ít lắm, là ta không có chồng đâu, ta đỡ vậy ta nuôi con, ta không mà, ta mặc thuê mướn ta nuôi con, ta không có lấy chồng. Tại vì ít lấy lắm, không có đâu. Con nghĩ là cái thời đó, nó thứ nhất là sống vậy thủ thiết thời chồng, thứ hai nữa vì cuộc khổ quá cho nên cũng không muốn lấy chồng. Không muốn lấy chồng làm gì? Vì nhiều lúc bây giờ mình phải lo cho con cái đó. Rồi cái cuộc sống quên cái thời gian. Đúng rồi, chứ. Đúng rồi, con nói là đúng rồi. Là con nghĩ là các cô đó đó như vậy đó. Quên, coi như là quên cái thân mình. Cái thân mình rồi, quên rồi, để lại cho con cái thôi chứ còn không có nghĩ đến lập gia đình nữa. Sống vậy đi. Dạ thì đó, cái đó là tới chừng đến là già rồi thôi, rồi giờ sống với con thì sống không được thì sống như vậy mình nên cũng được rồi, cũng kệ không có gì hết. Nói chung là nếu mà nói theo mà cái quan điểm Việt Nam á, thứ nhất là giống như con nói lúc nãy á, là có là sống thủ thiết tờ chồng, thứ hai là nuôi con ăn học cho thành tài, đúng rồi. Thứ ba nữa là vì cái tiếng tăm, đúng không cậu? Hồi xưa cái tiếng mà ví dụ như là mình lấy chồng lại á, là nó cũng là một cả một vấn đề, đúng không? Đúng rồi. Cho nên là giống như là nói là mình thế này thế kia, đúng không? Đúng rồi, đúng biết rồi. Đó thì nó rất là có thể là khi mình tái giá lại, dù có muốn đi nữa nhiều lúc cũng không dám nữa. Đúng. Bởi vì cái tiếng cho không phải chỉ mình mà cho gia đình mình rồi cho bên chồng rồi, thấy không? Đó là đâm ra nhiều lúc vì vậy thôi cũng hy sinh hết tất cả. Cho nên là nhiều lúc nó cũng có nhiều cái, còn bây giờ thì thời gian và cái sự bây giờ nó cũng cởi mở rồi đó. Thì nó cũng ấy đây, nhưng mà con thật sự con phải là thán phục. Đó. Thì con cũng chia buồn cùng bác nha, nhưng mà cũng là một cái mà cho bác là thấy là bác như vậy thì con đúng là thán phục, và những người cộng đồng mạng rất là thán phục. Hồi xưa là bác trai làm nghề gì? Cũng làm nông dân vậy thôi. Dạ. Ai kêu gì làm nấy, mằng mướn làm thuê vậy thôi, dùng quê mà đâu có mà tranh đua giàu có gì đâu, không phải như thành phố. Dạ. Thành phố nhiều khi cũng là làm lao động thấy mờ luôn, mặn chết luôn á. Vậy con hỏi sơ cái này cái nha. Hỏi thử coi là cô bác lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? Năm bao nhiêu tuổi à? Lấy chồng 28 tuổi. Ôi, lấy trễ vậy hả? Lấy trễ. Vậy là trễ đấy, theo mà tính theo của bác vậy là trễ đó. Chứ nhiều người thường cái thời mà bác với lại giống như cha mẹ con là thường là 10 mấy tuổi đã lấy rồi, 16 17 tuổi rồi. 16 17 tuổi đúng rồi, nhưng mà tùy theo người ta sớm muộn. Nhiều khi người ta không mun lấy nữa. Nhưng mà vì hoàn cảnh là ta đi một bước nữa thôi chứ còn ta cũng không muốn nữa. Nói thì thẳng vậy đi. Nói chung là vậy là bác lấy muộn đấy chứ. Còn nhiều người là vậy là ba chưa được là ba người con, hai trai và một người con nuôi hả, hay là đúng rồi. Là con lai đó. Dạ. Rồi khi mà bác qua đây là bác ở tại tiểu bang này luôn hay sao? Ở tiểu bang này luôn. Là từ trước giờ luôn. Khi qua đây bác có làm nghề gì không? Làm gì cũng làm lao động luôn. Cũng đi mằng lao động đâu biết chữ nghĩa gì đâu, đi làm mằng. Làm về nghề gì? Làm về vậy đi, làm nhiều khi làm thêm mấy cái chợ nhà hàng đồ đó. Làm lâu rồi tôi. Thời gian làm chợ rồi sao lại vô làm nhà hàng lâu lắm rồi, làm cũng gần 10 năm mà nghỉ. Bệnh rồi nghỉ rồi, không có làm nữa. Bác nghỉ về hưu là mấy năm rồi? Mới về hưu nghỉ cũng lâu rồi nha, tại vì chưa cỡ khoảng đó, có khoảng chục năm rồi, trên chục năm chút. Trên chục năm rồi, Đây là hồi đó là ở Ao Dinh, ở phía đây phải không? Dưới này nè, dưới mé này nè. Xin được Ao Dinh là đó. Rồi xin rồi. Trước nữa. Trước hồi lúc mới qua xin rồi, tại vì người ta có... Tôi đi mằng, tôi nghe người ta họp hội, ta nói nửa sau này á là khó khăn lắm.
Bây giờ ai có xin trước thì xin, nó ở hậu sinh mà mình phải đi xin trước, mình dạ. mới qua mình phải apply đi. Chứ để sau này nó khó khăn đó, là xin nó không có cho đâu, lâu lắm. Dạ. Nó không phải cho nhưng mà nó cho lâu lắm nó dạ. mới cho. Đó rồi xong rồi tôi cũng nghe vậy, tôi xin tôi apply rồi xong tôi bỏ đó, tôi mới đi làm. Dạ. Đi làm mà sau khi này tôi bệnh rồi đó, là tôi lên nói hậu sinh là tôi móc cái hồ sơ của tôi lên đó. Ở đường số 6 nè, rồi nó phỏng vấn tôi, nó bấm lên nó coi, nó biết là tôi lúc tôi sinh hồi lúc tôi mới qua đó. Yeah. Rồi bây giờ tôi bệnh rồi tôi sinh lại hao sinh ở, nó chấp nhận nó cho. Nó chấp nhận nó cho, rồi hồi xưa tôi sinh hai phòng. Yeah. Mà sau khi này con tôi nó mua nhà rồi, cái thằng Lai nó mua nhà rồi nó không chịu ở hao sinh. Yeah. Rồi thôi tôi ở mình nên tôi à. Yeah. Tôi ở mình lên tôi đó, rồi tôi đi làm tôi mới bảo lãnh hai đứa con tôi qua đó, hai đứa sau này nè. Ồ, có nghĩa là cô đi trước với người Lai. Ừ. Rồi sau đó cô qua đây rồi cô mới bảo lãnh hai người con. À đúng rồi, đúng đúng rồi. Ok, con tưởng là cô đi cùng lúc là. No, không qua lùng lứt được. Vậy là hai người con trai của cô là có vợ có con hết rồi chứ. Bây giờ nó tụi nó có gia đình hết rồi. À vậy là chúc mừng, vậy là tốt. Mau về thằng con út rồi nó 35 tuổi, thằng kia 38 tuổi. Dạ. Vậy thôi. Dạ, thằng lớn là 50 tuổi. Vậy là bà bác qua đây là trước rồi mới bảo lãnh cho hai đứa con và cháu vợ. Cái gì sao biết không, khi ra phỏng vấn á, là nó không cho ăn theo với mà tu Lai. À, nó không có cho đi theo con Lai. Tại vì lúc đó là mấy người đó đã lấy vợ vợ chưa, hai đứa con chưa có vợ sao? Mà nhưng mà nó không cho đi, nó đánh gớt, nó nói mình ghét. À, tại vì có thể là trên tuổi rồi không tuổi. Có trên tuổi, nó mới có mười mấy tuổi, chưa tới mười mấy tuổi, nó có mới sáu tuổi rồi, à đúng rồi, lúc đó nó nói lúc có sáu tuổi à. Còn đứa là thằng lớn, thằng kế nữa là mới có tám tuổi à, nó không tám chín tuổi gì, nó không cho đi. Ủa sao kỳ vậy? Ờ nó không cho đi, nó đánh gớt, nó không cho đi, rồi tôi mới đi qua đây. Tôi đi cài, tôi đi mặn rồi tôi mới làm hồ sơ lại, tôi qua đây tôi làm hồ sơ lại, sau khi này rồi mới bảo lãnh nó đâu nhiêu năm sau mới lãnh được nó. Nhưng mà thay vì mình qua đây mình đi làm, mình có đi làm, ta nói có đi làm mới bảo lãnh được con. Thành thử tôi mới đi làm. Tôi đâu có đâu không đi làm đâu, phải đi làm. Rồi nhờ coi thằng con nó có nhà đó. Nó cô sai đó. Nó đứng ở cô sai rồi sau khi này mới bảo lãnh đó. Chứ ngày xưa là phải có nhà nó mới cho bảo lãnh con. Đúng rồi. Không, nói chung là mình có cái income, mình có đi làm. Ừ. Là mình phải có công việc làm để mình bảo chưa gọi là bảo lãnh bảo xong trợ. Rồi có người cô sai. Bảo trợ nhưng mà nó phải đứng cô sai nữa. Có người cô sai. Mình đi làm thiệt nhưng mà nó cũng phải đúng có rồi. Người cô sai nó mới cho là bảo lãnh. Nó tại vì nó muốn chắc ăn là nhớ khi mình có mất job á. Ừ. Người kia nhưng mà như... sao cái diện đó khác nha, hồi xưa mấy người đi bảo lãnh họ đưa hết cả gia đình đi luôn đó. Không, tại vì tại... vẫn bị rớt, nói là không phải con hả? Nói không phải, không phải con, nhưng mà điều tại vì nó không cho đi, lúc đó nó gạn vợ làm nó là khó, làm là khó khăn dữ lắm, đó. Không cho đi. Ừ. Nó khó dữ lắm rồi, nó không cho đi, còn người ta đi sớm nữa, ta đi nguyên cả gia đình, nguyên chiếc xe lam nữa. Con Lai mà đi nguyên chiếc lam nó cho đi hết. Với lại mà diện HO nữa, nó cho đi hai chiếc xe lam nữa. Dòng họ bà con cho đi láng hết trơn á, nó cho đi hết. Năm 94, 95. Ờ rồi đó, năm 93 rồi đó. Rồi sau khi này đó hả, nửa năm 93, 94 là nửa năm 94 là nó gạn lại, cứ nó đứng ngay lại rồi. Nó khó khăn lắm, nó không cho đi. Chúc mừng cho bác là đã bây giờ đã đoàn tụ được với hết gia đình rồi. Ừ. Nhưng mà bây giờ nói chung là con cái thì nó có công việc riêng của nó. Rồi nó cũng có đi làm, nó cũng đi mằn ăn rồi, nó cũng làm này kia nọ, nó cũng được sống qua ngày được rồi. Được rồi, cũng cảm ơn bề trên ha. Cảm ơn bề trên. Dạ. Nó sống như vậy kệ đi, lăn lóc vì qua đây cũng lăn lóc cũng đỡ hơn giàu sao ở bên Việt Nam. Dạ. Nhưng Nam nó cũng khổ rồi, nhiều. Rồi bây giờ bác ở đây một mình đúng không? Rồi mình bây giờ à. Bác làm gì giống như ban ngày thường làm gì? Làm gì giờ? Ban ngày là ngày đi ra chợ, đi tập thể dục. Đi tập thể dục. Rồi là chưa đi ra cho miếng vườn rau chút xíu kìa, đi ra tứ rau chơi vậy đó. Tí nữa cho con, tụi con coi vườn rau nha. Bây giờ bác có thể bác chia sẻ chút xíu về cái khu chung cư bác đang ở đây. À, như thế nào mà sống ở đây nó như thế nào để cho mọi người biết, có thể là để có nhiều người họ cũng tò mò đấy, con cũng tò mò chứ. Mò về nhưng mà phòng ai nấy ở đâu có ai dính líu ai đâu, không ai bước qua, dịch bệnh mà ai mời thờ mời thỉnh cho mình vô. Không có chuyện đó đâu. Coi như là bây giờ ăn cho đâu. Coi như là phòng ai người đó ở. Phòng ai nấy ở à, ít ai tới qua nhà phòng ai lắm, khó lòng lắm. Đây là cái chung cư 6 tầng nha.
có 6 tầng thôi, còn bên kia là 7 tầng nha. Bên kia thì là 7 tầng. 7 tầng là cái lầu đỏ đó, bên đó là 7. My Garden. Ừ. My Garden. Chỗ là bác ở đây thì cái coi như là nói chung là tự do là ở một mình, nhưng mà không được tự do là đi ra đi vào rất là khó phải không? À, đó tới 3-4 ngăn lận. Yeah. Mới đi ra tới ngoài. Thì bác chia sẻ thêm về giống như là ở trong đó thì dù... Bây giờ nó có chỉ đi vô thì phải có cái thẻ cà. Yeah. Rồi đi lên cầu thang phải có thẻ cà. Yeah. Mà thẻ cà đó là đi bấm theo cái cầu thang là bấm lầu 2. Thì phải đi cửa lầu 2. Mà nếu lầu 4 phải thẻ lầu 4 mới cà mới vô tới nhà. Yeah. Tới ngang vô. Yeah. Nó ngang đây nó chặn. Yeah, rồi tới giờ đi một hồi đi vô tới trong rồi mới tới mình có chìa khóa anh mở cửa nhà. Yeah. Nó tới 4-5 ngăn lận. Có nghĩa là cái bác ở lầu 2 đúng không? Ừ. Có nghĩa là nếu mà bác ở lầu 2 thì bác chỉ cái thẻ của bác chỉ được đi lầu 2 thôi. À đúng rồi. Đó, có nghĩa là cái thẻ của bác không được đi các lầu khác. No, không được. Đó, khó lắm. Con nói rõ ràng để cho cộng đồng mạng biết đó. Thì đúng rồi. Có nghĩa là cái thẻ của bác lầu 2 chỉ có thể bác lầu 2 thôi. Đúng rồi. Bác có bạn ở lầu 1 hoặc lầu 3, lầu 4 à, không đi được. Lầu 3, lầu 4 không có đi được. Không đi được. Có thể nếu có phone thì gọi hẹn nhau. Ờ, hẹn chỗ nào đó thôi. À. Chứ còn không có thể lên thăm người đó hoặc không, không có làm ít ít xuống, vô lắm. Ừ. Xuống cái lầu mình chờ rồi mình... À, đây, ừ, chỗ mà lấy thơ đó. Dạ, lấy thơ rồi. Rồi xong rồi đã hẹn đó rồi nói chuyện đi chơi đi, nói giảng đi đâu đi. Dạ. Cái đó là không phải là tại mùa dịch. Mà là từ nó trước là tới giờ đúng không? Đúng rồi. Từ trước giờ rồi. Từ trước giờ nó vậy thôi, không phải mùa dịch. Không phải mùa dịch, nhưng cái mà đó cái đó là nó làm giống như kiểu nó gọi là về safety đó. Đúng rồi. Có nghĩa là mình chỉ có được đi lên vậy thôi, chứ mình không có cái thẻ mình không có thể đi lung tung được. Đâu, trời ơi, dễ gì nó cho đi lung tung như ở bên hồi xưa. Hồi xưa. Yeah. Hồi xưa mở cái cờ mới, mở cái lầu thời mở cái cửa tắc bét ra hết trơn. Yeah. Chỗ nó ăn cũng bữa, mở cái cửa tắc bét ra luôn, nó cứ sợ mẹ tắc bét. Chỗ vô trong phòng ngủ mình cũng mở cửa tắc bét. Yeah. Mà trong bây giờ hả còn lâu như vậy cho nhiêu vậy nè. Yeah. Hỏi sống sao nổi. Trời trời nóng á bà nội mẹ nay phải đi mua cái quạt mới chết mẹ luôn. Mà vậy còn chưa được nó mở đi chút xíu vậy trời ơi mình thèm muốn chết còn chưa được. Bây giờ sống là còn tệ hơn là tù. Đúng rồi. Mà ngày xưa đó nghe. Điện á ở trên bên qua mai đó nó điện nó mạnh lắm. Yeah. Còn qua đây nó xếp tì rồi. Đúng theo quy định nó không sai một nét. Nó không cho lên. À, nó cứ vậy thôi. Ừ. Nó sợ. Nó không phải biết tốn điện hay không tốn điện, nhưng mà không, điều cái nó... đó là đã bảo vệ cho người lớn tuổi, tại vì nhiều sợ nhiều khi nó quên mình rồi. Quên nó là cháy nhà một cái đi tao không nói đi nha. Cái đó là cái safety cho cái người của lớn nó. Tuổi đó. Người già. Còn cái là giờ mình đi mua mấy quạt đó ha. Thì ở bên nhà cũ mình mua được chứ qua đây mua không được. Ủa, sao vậy? Tại vì nó điện nó yếu lắm. Quạt không được hay sao? Quạt không được, không được, nó máy lạnh nó không vô vậy. À. Nó hút không được, mùa hè có máy lạnh vô không được, tại vì mùa hè nó đau xuống hoài, tại vì biết sao không? Nó đã xếp tì rồi nó không cho lên xuống nữa. Rồi, dạ. Thành vì nó ở trong này nó tiết kiệm điện dữ lắm. Nói chung là nó cũng làm vậy tiết cái điện, và thứ hai nữa con nghĩ là nó làm vậy để cho cái điện mà nó không có mạnh á, nhớ khi người lớn tuổi nhiều lúc quên á, nấu nướng ấy thì nó không có, có thể nó làm cho giảm cái sự cháy nhà hoặc là cái đó mình thì như vậy đi như vậy, như vậy cái trời lạnh ta lạnh ta mở máy quạt không được, nó cũng xếp tì xuống à. Yeah. Mua coi đừng có mua mất công lắm. Yeah. Mua cũng vậy thôi. Nóng, à nóng thì coi như chịu, nóng mà lạnh thì chịu lạnh. Đúng rồi đó, chịu lạnh thì chịu đi. nóng thì cởi hết ra, mà lạnh thì mặc hết vào. Ừ, đó vậy thôi. Trời ơi trời, lạnh trời muốn vuột cái chuột da luôn. Giờ, nó đựng nó giờ cởi hết rồi mà vẫn nóng thì sao. Ừ. Giờ phải chấp nhận thương đau đi. chịu đấm ăn xôi hả. Thôi thì có chung là mọi người cũng biết là bên này cái tuổi già thì nó cũng có nhiều cái tốt và cũng có nhiều đúng. Cái phức tạp đúng rồi đó. Nó cưng nói là đúng cái là nó cho tiền, nó cho mình chỗ ở, nhưng mà khi mà nó cho mình thì mình cũng phải theo cái khuôn khổ của nó. Đúng rồi, nghĩa là mình phải theo cái luật của nó, quy luật của nó. Đúng rồi, ở đây con nít ở đây nó sống làm sao trời ơi. Con nít ở đây đừng nói rồi nghe. Trời ơi mấy con nhỏ bà lá cà khó dạy quá, không dám đụng nó đâu. Đụng nó là nó trời ơi thôi, nó còn quánh bà già lợi nữa chứ đừng có nói. Có nghĩa là
con nít ở đây nó lại vậy đó, nó thả đi rồi vậy đó, rồi nó tới nó chọc ghẹo mình ấy. Không phải chọc ghẹo gì, thì nó chơi đã, ban đầu thì nó chơi nó tốt lắm, mà sao lại á nó khùng lên ai biết nó. Tại vì hút vô con... cầu thang bây giờ cũng vậy nữa, bó hởm mình đi cầu thang bấm lên vô rồi nó vô, rồi mình tưởng nó đi theo mình, nó vô nó chặn hãng, nó không có cho cầu thang đi. Có nghĩa là nó không làm cái cửa không có đóng lại, là cứ nó đứng vậy đó, rồi cầu thang nó không có lên xuống chạy sao, phá vậy đó, coi như nó phá vậy, nó không cho mình lên nữa, không đi được luôn. Tôi ghét, tôi thùng quá, tôi muốn dậm, tôi là kêu cái nào bây giờ chứ nó quảng hồn quảng vía nó nó chạy ra ngoài đó thôi chết mẹ rồi. Tôi nói trời ơi, con nít đây ghê gớm luôn nha. Tại vì ở đây nó cái luật mà bảo vệ con nít rất là mạnh, nó bảo vệ con nít mình không dám đụng nó, không có dám đụng, bởi vì cha mẹ nó đụng cũng không được nữa, chứ đừng có nói mình đụng, không có đụng được. Dạ, bởi vì con nít bên này mà nó bảo vệ cái luật rất là khắt khe. Trời ơi, đây này vườn rau của tôi trồng ấy kìa. Ở đâu nó cũng dặm hoài á. Kìa đi vô kìa, bịch gác người ta để cho nó đẩy vô qua, nó đẩy xuống chơi vậy đó. Nó đậu vào nào nó đẩy à. Trời ơi, nó bây giờ đây nó quỷ lắm, nó phá vô lắm nha. Banh nó đá vô trong vườn rau của mình, nó gãy cây, gãy cối của mình la nó cũng không được nữa, đừng có nói. Còn nó vô nó dậm mẹ này, ta chán lắm. Con có nghe là nhiều lúc nó xô mình đi đằng sau nó xô đúng không? Nó xô mình ta té chơi vậy đó. Thì con nghe cái đó là rất là nguy hiểm. Nguy hiểm vậy ta sợ đó, bởi vì ta không dám đi xa, đi mới có 2-3 người đi mới được. Đúng rồi. Tập thể dục mới có 2-3 người đi mới được, còn tôi á đi là gì, tôi có cây gậy. Tôi mới đi, chứ còn là tôi mà chỗ đó mấy bữa mà nó đông đảo tôi không dám đi đâu. Đúng rồi, mình nên tránh. Mình tránh cho nó, chỗ nào không có dạng thì ok, mình lội đi chút ngay chỗ đó thôi. Bây giờ nó sợ lắm nè. Ở đây mấy nhỏ này cũng đỡ đi, còn mấy cái đám Mỹ Đen nó trời ơi, nó vàng trời mây nước là không vừa đâu. Trời ơi, mình đi theo mình nhịn nó là mình không nói gì, làm sao lấy lon này kia nó chọi mình đó. Trời vậy hả? Nó quỷ quái vậy đó. Nó cũng phá ghê. Mà mình thí dụ mình la nó á là lần sau nó làm tới nữa. Trời, nó làm hoài, bữa hổm nữa nè. Bữa hổm bà Mỹ bà thấy nó chọi tôi hoài đó, bà Mỹ bà la nó. Bà la nó cái nó cũng vậy, hồi mà bà Mỹ đi kha khỏi nó cũng chơi nữa. Tôi không dám đi, tôi đi thì vòng vòng ở đây mấy này mé dưới này thôi. Chứ không dám đi mấy kia tôi sợ lắm. Chừng nào là không có nó mình tại đi vì, không có dạng nó đi. Mé bên kia nó có một cái sân chơi. Đó trời ơi nó quỷ lắm. Đau lắm. Nó ta đang uống, tôi ngồi la uống lại nó chơi, cái lấy cái cây nó quơ mẹ cái chai nước đi mẹ văng xuống vậy, nó chơi vậy đó. Mà nói nó không được đó nghe. Nói nó không được đó, nói nó được là nó làm mấy. Đây nè. Tôi la nó, mày bị đái nha mày. Để cái gậy đây. Rồi tôi trèo lên tôi chặt. Mà nó mò lấy hình không hay. Nó lấy cây gậy của tôi. Mà tôi nói đó nó chơi chơi. Ghét nó không trả, tôi không cần thiết. Rồi tôi nói là cái con nhỏ gì đó, nó nhỏ nó cũng lớn rồi. Tôi nói nó, mày không trả cây gậy tao ha. Thôi không trả thôi đi. Tôi tính đi vô, tại vì tôi mua 2 cây. Tao nói thôi kệ, mày muốn lấy cho mày lấy tao đi. Bây giờ tao lục cây khác tao đi. Thế sao mà thờ mai cái nhỏ kia nó nói vậy, nó đem nó trả lại cây gậy tôi. Vậy là cũng được rồi chứ. Nó thích phá. Phá vậy đó, trời ơi. Nó quậy lắm. Trời ơi, con nít ở đây nó quậy vậy đó. Nhất quỷ nhì ma thứ ba con nít mà. Mà con cũng một thời. Không có ngăn. Không nhận mà tụi nó lẹ lắm nha. Lẹ lắm, đúng rồi. Trời, nó lẹ, nó có bộ bên nước nó cũng y vậy đó. Bên nước nó cũng vậy nha. Tôi thấy quay ở bên trên đài đó tôi coi á. Nó vậy đó ha, mà ai mà động tới nó hả, nó trời rồi nó trời theo tới ổ luôn. Đúng rồi. Nó quậy nó ngang không từng nói được. Chứ đừng có nói gì bên đây, nó là nó theo cái kiểu cách bên nó xứ nó bản rồi. Thành thử nó khó lòng, nó quen lắm rồi. Chung là cái bố mẹ nó cũng không có dạy giống như đâu có dạy đâu, không có dạy. Trời ơi, nó còn nít nó mới nhỏ nhỏ mà nó tôi hỏi chứ. Trời ơi, con nít là ta đâu có đâu dạng gì dạng mà ta đâu có dám lấy cây gậy mà lẹ làng như vậy đâu. Nó nhỏ mà nó lấy lẹ làng, thiệt là lẹ làng, không bao giờ nó. Chắc tôi nghĩ nó bên bển. Nó đi móc túi người ta chắc cũng lẹ. nó mới lại là nó cũng chà đồ nhôm nữa. Nó không biết nó làm chà gì. Chà đồ nhôm á. Lẹ. Là chôn đồ nhà. Trời ơi, nó lẹ tan nhẫn vô nhân đạo luôn. Là chà đồ nhôm á, là chôn tôi đồ nhà. Tôi cũng sợ nó thiệt đó. Nên nó nhanh lắm. Nó nhanh quá trời, nhanh ông nội ơi, sợ luôn. Cái đám da đen này tôi sợ nó thiệt đó. Ở trong này có nhiều người Việt Nam không? Có ít lắm, không có nhiều bằng nó đâu, nó nhiều lắm. Người nó nhiều ha. Nó ở dưới này Phi Châu nó ở nhiều lắm. Nó ở trời ơi.
cái mùi của nó nha, tôi chịu tôi muốn ấu luôn. Cái mùi mà nó sức dầu thơm dầu gì, cái mùi của nó hả trời ơi, nó khẳng khẳng khó chịu gì đâu, chịu không nổi. Mà giờ thôi biết đi đâu, kệ mẹ gán sống vậy chứ nó thiệt đi đâu bây giờ. Bây giờ mỗi lần dọn nhà mỗi lần khó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó rồi tôi hỏi sao giờ. Giờ lớn tuổi thôi. Rồi đâu có đi đâu đâu, không có dọn tới dọn lui nữa, nó mệt. Mệt người lắm, không phải chơi đâu. Thôi thì cũng nói chung là cuộc sống mà, ở đâu nó cũng có cái sự khổ. Đúng rồi. Dọn đi chỗ khác mà tránh gọi dưa, nó gặp gọi dưa. Đúng rồi đó. Cho nên thôi chịu đắm mắt rồi. Đây thì tôi nói cần nghe đây nè. Dạ. Ở đây không có gì mà nói nhỏ một chút nha. Bà nội ở lầu 5 đây kìa. Bà cũng người già rồi. Trời la làng tối ngày chữ bới người ta, tự nhiên là chữ sùm nó động tới là chữ tan nát hết trơn. Ai cũng chừa một ai. Rồi. Cái bắt đầu hắn nói vậy nha. Trời. Tự nhiên chửi hay là sao? Trời ơi, đừng có động. À. Không động cũng chữ. Ồ, cái là tự nhiên chữ. Nhỏ nhỏ nó bà ở trên lầu 5 kìa. Bà ở ngoài cái sổ ghê tôi sợ. Vẫn còn ở đây hả? Vẫn còn ở đây. Thế rồi bà mới nói với người ta đó, bà nói trời ơi, hôm nay á ngang ổng đem cái trái bom thúi ngay nhà. Đem cái trái bom thúi nổ ngay nhà bà. Nó nổ ngay nhà bà. Trái bom mà còn thúi nữa, nó vừa nổ mà nó còn thúi. Trời ơi. Chịu không nổi. Yeah. Không phải gì chứ. Bà chữ, bà mắng người ta, bà rủa, bà xả người ta, biết không? Bà lên cơn hay gì, không biết, mình không biết, bà chữ dữ lắm. Mà vậy ai gặp ai cái bà nói, trời ơi, tôi đau ung thư, tôi chết rồi, tôi sắp sửa chết, tôi chữa chết. Vậy đó, tôi đau ung thư chết mà chữ, trời ơi, chữ gạt gạt người chữ cái tầng á. Mà tới giờ, chết. Tôi chết, tưởng tôi chết không, không chết. Chết. Sợ luôn. Chỉ có nhiêu đó thôi. Một lần ở ngang tôi nói thiệt với cưng đó hả? Yeah. Cái hậu sinh cũ ở yên, rất là yên. Yeah. Không có tiếng không động, có im, không, im, yeah. Không có ai dòm ngó, không yeah. Ai, chứ có bà nội này mới dòm ngó ai, rồi bà chửi, bà mắng yeah. Người ta, bà làm đủ kiểu á. Yeah. Ai bà cũng chửi, ai yeah. Bà cũng chừa một ai. Bởi giờ người ta sợ, không phải. Nhưng mà nhiều lúc vậy nó vui bác à. Vui, không vui. Tại vì nó im không, quá, không, làm cho nó ồn ào. Đúng rồi, ồn ào vui hơn. Cho no, như cái chợ. No, no, không phải. Nó nhức đầu. Cái đám kia không có vui mà ta nhức đầu á. Ta nói thiệt với cưng đó hả? Làm vậy nhức đầu thêm chứ làm gì. Rồi. Nhưng mà điều không phải gì. Mà điều mẻ dòm ngó người ta. Đó, có nghĩa là thọc mạch. Ừ. Là thọc mạch xong rồi. Đó, là... vậy đó trời rồi, ơi. Chưa động hả? Ừ. Chưa động không? Đó, vậy đó. Mới ghê gớm chứ mỗi lần ở nhà cũ không có mẻ đâu ở nữa. Rất là yên, rất là dễ chịu con người. Mà hãy có mẻ rồi trời ơi, thiệt tình đó, tôi sợ luôn. Cảm ơn bác rất là nhiều nha. Bác đã chia sẻ cái cuộc sống từ Việt Nam rồi qua tới bên này và sống như thế nào. Thì mọi người cũng đã thấy rồi á, thì bác bây giờ sống một mình ở trong cái nhà housing là nhà nước cấp. Thì nói chung là cũng đầy đủ, nhưng mà một mình thì cũng hơi buồn. Đúng rồi. Thì hôm nay Lâm Vân cũng tới nói chuyện cho với bác cho nó vui. Dạ, yeah, vậy cảm ơn như cưng. Tụi con thì rảnh tụi con sẽ ghé. Yeah. Nếu mà nhiều lúc không có vô được thì tụi con hiểu. À, đi vòng 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 hồi là gặp ba. Tại vì đi vòng vòng hồi là phải gặp tụi tôi thôi. Yeah. Tại vì tụi tôi ngày nào cũng xuống hết trơn á, ngày nào xuống chứ không nó exercise đó, cho dò cẳng nó ở trong đó tù túng lắm. Đúng mà rồi. Không phải đi ra ngoài mới được. Yeah. Tôi không phải ra kẹt chẳng đã là trời mưa gió nhiều quá không đi được thôi. Đúng rồi. Chứ còn nếu mà trời mưa ít á, thì tôi cũng vẫn đi mà đi không đi thường, nhưng mà đi cái làng lan hàng lan đó từ từ ngoài đó đi thẳng đi rồi chở quẹo quẹo tới quẹo lui vậy đó. Đi tập thể dục mà. Nó vậy thôi chứ còn đi ra ngoài là không có đi. Mọi người cũng đã thấy rồi thì bác ở đây một mình. Nói chung là cũng đi tới đi lui cho nó khuây khỏa cái đầu óc. Thì cũng vô tình thì Lâm Vân cũng có gặp lần trước. Thì lần này cũng hân hạnh được ngồi nói chuyện với bác. Thì cuộc sống ở đây nói chung nếu mà thật sự mình nếu gọi là yên phận á, đúng không? Thì cũng ok. Cuộc sống nó cũng rất là thoải mái. Nói chung là bởi vì giống như nãy bác cũng chia sẻ, ở đây thì nó có một cái chuyện ở đây. Mình có thể mình nghĩ là mình đi chỗ khác thì nó không có chuyện, nhưng mà nhiều lúc nó lại có chuyện khác mình không biết được. Đúng rồi, chỗ nào phải có mình thôi. Cũng gọi là an phận. Thôi ở đây giống như là cho nó xong vậy đó. Vậy xong rồi kệ đi. Nhưng mà rất đẹp nha mọi người. Mọi người thấy cái view của thành phố Seattle mình nha. Đây.
đấy, đó. Rất là đẹp nha, đó là ra biển này, đó là hai cái sân chơi banh của mình nha, đó đây đứng lên đây ngắm cảnh rất là đẹp nha mọi người, đó một thành phố rất là đẹp đấy, thì nói chung là cũng thôi cũng chúc mừng cho bác là con cháu cũng đã đoàn tụ ở đây, và cũng chúc mừng bác là có một cái chỗ ở này, cũng nói chung là cho nó tạm rồi không? À, tạm. Cuộc sống nói chung chỗ ở rất tốt chứ. Rất là tốt, nhưng mà mình nói là cái cuộc đời này cũng là cái là tạm bợ thôi. Đúng rồi, tạm bợ. Được cuộc đời này cái là tạm bợ thôi. Tạm bợ, sống ngày nào hay ngày nấy, có chết rồi thôi, bỏ xác rồi thôi, ta kia, ta kia người ta đi đốt mẹ nó rồi. Đâu còn gì nữa đâu mà lo. Cho nên bác rất là vui tánh nha, cho nên là gặp mình cũng là tánh vui nữa, cho nên là thì bây giờ bác có một cái khu vườn. Thì mình con bác đây đây đây, đây 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 tới thăm cái khu vườn của bác. Yeah. Thì bác sẽ dắt mình tới cái khu vườn nhỏ nhỏ của bác. Nói chung vậy là mùa này thì chắc không có trồng. Đâu, có trồng đâu. Yeah, chặt thôi, sắp sửa nó hết rồi. Đúng rồi. Cái này bây giờ nó vào mùa thu rồi. Vào mùa thu rồi, nó không còn gì nữa. Yeah, không có còn nhiều nữa. Thì kia có thấy đó đó đang cào với lại ta cho đồ đó. Đây đẹp cho mọi người. Chỗ bác ở đây. Đây. Nè ngự miếng cho ngự miếng vậy đó nè, nó. Đó vườn nè, đó vườn nè. Cái này đó. Là rau răm hả? Đi giới thiệu. Giới thiệu cho nó coi cho coi vườn rau. Chào bác. Ngự miếng vậy nè. Cũng ở wow. Dưới đào thao, dưới xe lồ này, tới đây nè, vườn rau của con nè. Vườn rau đây miếng bên đây của nhỏ cha em nè. Bây giờ mấy cái này nhiều quá nè. Nó chưa. Nó răm không à. Để bữa nào có ăn không, bữa nào có ăn thì cắt cho miếng ăn. Ôi. Wow. Quá trời luôn. Con nhà con trồng một nhúm này ăn còn chưa hết nữa. Chẳng lẽ cái ăn vịt lộn hoài. Mà ăn vịt lộn hoài là lộn luôn á. Là lộn luôn. Đúng không? Đúng rồi. Một nhúm thôi chứ mà cái trồng... cây này cây gì đây? Cây đó là cây cây thuốc. Thuốc hả? Cây đó cây thuộc thinh đó, nó có trái gì như củ, nó có củ như củ củ khoai lang vậy đó mà ăn ngon lắm. Vậy hả? Ăn nó là có gì thuốc. Con thấy mấy cái gốc bự quá nè. Gốc bự cắm chiếc ra nó vậy dài dài chơi vậy. Wow. Cho nó có cái bóng cây vậy thôi. Yeah. Wow. Coi như là rau răm nè, rau rau gấp cá nè. Cá nè. Đó. Rau răm quá trời luôn. Rồi dài cây phúng cây rồi dài tí tô này, cải chua nữa. Cái chua này, cái chua để mà cuốn cá này. Đó chồng á. Tí tô này. Bác trồng nhiều loại rau lắm tốt nha quá các bạn. Mới bỏ phân gì sao tốt thế. Bỏ phân á nè, cái này là rau gì biết không? Thú địch. Thú địch. Còn có lá mơ. Lá mơ. Vùng thì miền Nam thì mơ đúng không? Hay là còn đâu miền Bắc là kêu gì? Miền Bắc là kêu lá mơ. Lá mơ, còn về Việt Nam là lá thú địt. Lá thú địt. Yeah. Trời ơi tươi. Có nghĩa là địt là phải thúi đó. Địt không thúi không phải là thú địt. Tôi thì tôi trồng đầy đủ ăn chơi vậy thôi. Cái là từ đâu? Từ nhà bác khu đây, nào? Đây ngay chỗ này nè, ngay chỗ này nè. Đây là đây này là vô đó, đây đó còn bên đó của người ta nữa. Đây cho đến có chút xíu à. Nhiều vậy thôi mỗi đâu có cho nhiều được nhỉ? Tại vì là cũng đã được là mệt rồi đó. Mệt chết luôn. Nhưng mà bác ơi, cái mấy cái cây này mùa đông nó có chết không? Nó không mùa đông á phải cái đầu đậy nó lại. Mùa xuân muối xuống nó gạt chết hết. Nhưng mà mình có đậy thì mình đỡ, còn không đậy là mình nó chết. Mà chết hết luôn. Nó chết hết luôn, mình rồi, phải rồi, đi mua. Khi mình đậy nó lại rồi cái năm sau là nó lên lại. Mấy anh không có lên lại, nhưng mà mình phải cuốc lại rồi mình phải dâm nó lại cho nó mới nở. Còn không để vậy là nó không có lên nữa. Tại vì nó lên thấy ghê lắm, nó không đẹp. Làm sao mình phải trồng lại hay không? Trồng lại. Trồng lại chứ còn cái gốc nó là chết hết luôn hả? Cái gốc nó cứ ngắt rồi nó không có, nó chết rồi nó đâu có nở như này được. Có nghĩa là phải dâm lại. Phải dâm lại. Rồi dâm lại lấy giống đâu mà dâm lại? Thì dâm của nó đó, nó còn sống đó. Mình dâm ra mấy cái đợt cái thược đó, cái thược này nè. Như mấy cái thược mà nó đây nè, nó mới thược nó nè 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 cái con nó nè. Cái mình là mình dâm nó lại trở lại vậy thôi. Dâm nó lại là nó sống mà. Thêm được cái trồng rau răm nữa nha mọi người. Quá trời rau răm luôn các bạn ơi.
Wow. Ông găm này có nhiêu đâu à, nói vậy chứ là cắt chục phao đó. Wow, vậy hả? Một chục phao găm anh bao nhiêu đó đó, một chục phao đó. Đó cho vui đó mà. Cho vui cả chồng cho chơi vậy đó, ra dòm ngắm vòng chơi vậy đó. Nói là cho vui chứ đâu phải làm giàu. Làm giàu gì trời. Bắt rau làm giàu gì? Đó mua giống không mấy chục rồi. Coi mấy trái dừa. Đó mấy trái dừa của bà chồng đó. Đây nè, thấy chưa nè. Nè cô, hồ, nè cô thấy không? Đã cái làm ở đây nè, cái rồi nó đem ở trên giường á, nó thảy xuống ngay đây. Mai nó không thảy giường tu, nó thảy giường tu còn chết. Trời, nó dục rác. Nó dục rác. Dưa giống hả? Ủa vậy hả? Dưa giống em có trồng không, lấy đi. Không, thật phải không? Cho con cải đi. Dưa đó dưa gì? Ơi, trái đó rồi nha. Dưa giống mà cô nè. Trái đó đó về cái lấy hột phơi. Dưa này là dưa gì? Dưa leo. Leo mà sao màu trắng hả? Dưa leo màu trắng nó ăn ngon lắm. Ngon lắm hả? Thôi được rồi, con xin trái để con về làm giống được rồi. Dạ. Yeah. Về lấy cái giống khô. Trái nè. Khô hả? Thả không được, bao được con nè, trời ơi, quá trời luôn. Lâm rau đang hái giùm cô đậu nè. Trời ơi. Bả cái chồng có 2 giây đó. Chờ. Cũng vui ghê luôn á. Hôm nay Lâm Văn đi ra vườn các cô nè. Mùa hè có ăn cái gì rau ấy lên rồi tôi cắt cho. Em có làm cái gì không? Bây giờ xin mấy trái rồi về cái gà mai nấu trứng gà. Trời quá trời luôn. Cá không? Con xin ít rau răm. Có ăn rau răm phải không? Không có cái bọc nữa đây nữa nè. Chết mẹ rồi bà có. Ông bà Hoàng có bọc không, cho tôi xin đi. Bà có cái bọc nào nhỏ nhỏ không bà Hoàng? Trời ơi, vui quá bác ơi. Trời ơi, có nhiều cây ăn trái đủ thứ nè, vui ghê. Trời ơi. Bà Hoàng, bà có cái bọc nào nhỏ nhỏ không? Cho tôi cái bọc coi. Cho tôi không có rồi mẹ đi, bữa nay có mà giờ đâu có trong này. Không sao đâu, cắt đâu. Con bầm trong tay cũng được. Ok, vậy cầm đi. Dạ. Cùng ít thôi. Cắt rau răm đi, cắt cho rau răm rồi về dăm thêm. Dăm thêm lấy cái cọng này bự này nè. Đúng rồi đó. Cọng nó bự nè. Đó đúng rồi đó. Đây nè, nó già nè. Ủa rồi làm sao mà mình vô được trong cái vườn của mình? Phải có cái ấy rồi mới đi vô được. Wow, bây giờ bác cắt cho mình một ít rau răm nha các bạn. Ngày hôm nay mình về nhà mình sẽ làm gỏi đó. Đó. Cảm ơn cô. Về trước nha. Dạ. Cảm ơn. Cô cũng ở đây à? Cô cũng ở chung đây luôn. Khác lầu. Cô tên gì? Cô tên Hoàng. Cô Hoàng. Gặp cô ở đây một mình luôn hả? Dạ. Tụi con làm bên YouTube á, tụi con quay những người lớn tuổi nói chuyện cho nó vui á, rồi tụi con bỏ lên cái cuộc sống như thế nào, tại vì nhiều người Việt Nam họ cũng muốn biết á, thì con cũng cuộc sống người Việt ở Mỹ, nói chung là đi thăm cái những người, dạ Lâm Vân USA, dạ rồi tụi con làm từ thiện nữa, là tụi con cho đồ những người vô gia cư đấy, dạ. Dạ. Dạ thì tụi con cũng đi cho, thì cũng tụi con mới đi phát quà cho 50 phần. Dạ. Dạ. Thì đấy thì nhiều người nói tập thế tới nơi. Dịch thì làm thế nơi thôi. Đúng rồi đó con. Đó tụi con hay chạy đến đây chơi rồi thăm bác rồi thăm mọi người. Dạ đúng rồi. Tụi con cũng liên lạc với các bạn YouTube và các người thân, thì cũng nhiều người cũng nói là có một gia đình kia là 8 người, buổi sáng chết 4 người, buổi chiều chết 4 người, chết hết một nhà, ghê đó. Mà còn có nhiều người chết bây giờ là con nít, nói chung là người, cha mẹ ông bà chết hết, chỉ còn mấy đứa trẻ nít không à, mồ côi nhiều lắm, bây giờ mồ côi nhiều. Dạ, coi nó chảy nước mắt, và rồi những cái trại mà thiêu á, trời ơi, cô thấy sợ luôn. Tại vì cô bị trầm cảm nữa. Con cũng bị vậy đó. Nên cô thấy coi khó lắm. Cô sợ. Thôi thì cũng tạ ơn Chúa mình còn
mình sống thôi, mình cầu nguyện cho những thì người. Chỉ cầu nguyện, yeah. Thời điểm này chỉ cầu nguyện. Dạ, cầu nguyện cho coi như là... Thì cái gì nó cũng qua, chứ không biết nữa. Dạ, đấy. Ok, thôi cô giữ gìn sức khỏe. Dạ, Lâm Vân USA. Dạ, dạ Lâm Vân. Dạ, coi ủng hộ tụi con. Tại cái tiền mà tụi con ấy được, tụi con cũng giúp cho người nghèo hết. Dạ. Cho nhiều quá rồi đó. Thôi nè, ngon lắm hả? Đây, bây giờ bác cho mình một... Một bó rau răm này. Đã chưa? Có ăn rau chua không? Dạ không, nhà con rau chua nhiều rồi. Có vậy hả? Dạ, cảm ơn. Dạ. Tô này sao? Tí tô này nó khác. Cái đó trồng làm sao? Cái đó là nó về nó trồng cái cây, nhưng mà trồng ở trong nhà. À. Mà nếu nó sống được là sống, không sống thôi chứ còn... nó phải có ánh nắng nó mới trời nó mới sống. Đúng rồi. Vậy cho con mà tưới nước à. Tưới nước à. Tưới nước biết sao không? Tưng phải tưới ngày nào cũng tưới chút vậy đó cho nó chừng nào nó ra rễ rồi có lá rồi xong rồi. Đi vô trong ấy rồi trong ý gồ nè. Mua phân mà ở trong nhà đó ha. Thì bỏ cái phân trong nhà. Rồi khi mà ra ngoài đó, mua phân đất đổ vô nó nở ra tả lạ lắm. Để tao cắt cái chỗ nào nó già cái cọng cưng nó về cắm nha. Là bên trong băng cọng à bác. Trồng cẩm nó mới ngon hơn. Chứ trồng lá nó không có ngon đâu. Nè về ăn đi. Nó. Nè tao cho thêm cọng nữa nè. Cái này khó trồng lắm. Cái màu tím nha. Nó khó trồng lắm mà nha. Nó. Cái thằng này thì dễ trồng nè. Thằng này thì nó dễ trồng, nó cũng có vị thuốc mà, thằng này cũng có vị thuốc. Con là thích cái màu này, cái màu tím. Tao á thì tao thích cái này mày biết không? Nó gần chết rồi đó, tao cắt nó vô, tao cũng phải làm vậy, tao dâm vậy đó. Bắt đầu nó sống lại. Nó vậy đó. Dạ quá, hôm nay là lời. Ráng mà giữ. Dạ. Nó nghe nè. Tối nay có việc làm. Nè, nó đủ rồi đó, ba cộng này nó nở dữ lắm rồi đó. Rồi. Quá rồi bác ơi. Trời ơi, cảm ơn bác. Có cái chia sẻ cái vườn rau của bác nè đó, quá trời luôn. Wow. Đó, rồi cảm ơn bác có nhiều đó. Tao năm nay tao ghét, tao không muốn trồng nó nữa đó. Ồ, vậy hả? Mà tao thấy không có ăn. Buồn quá, là... đi ra ngoài chợ mua rồi về ăn lựa cây nào cho nó mập nó cứng ha. Là tao dặm nó. Khi dặm á là ngắt hết lá hay là làm sao? Hết lá cũng vậy, ăn lấy ra ăn lá đi. Có nghĩa là lắc lá đi. Lắc lá này nè nè. Đồng lên cái cọng thôi. Lấy này con này để đi. Để nó đựng này nè nó lấy hết. Nhưng mà cái chừa cái ngọn lại nha, đừng cắt cái ngọn nha. Tao dặn trước à. Dạ. Có nghĩa là không ăn ngọn. Có nghĩa là mình lấy bớt lá để cho nó khỏi mất sức. Có quan sang năm mới trồng được thì nó sống rồi được, còn không được thì lại ghé lại đây gặp tao cho. Không thì con lên hàng tuần, nếu mà gặp là cứ ấy thôi. Chứ còn bây giờ cái này là nó chủ gần hết mùa, nó sắp sửa nó cũng tiêu hết rồi. Đúng rồi. Có chỉ trồng trong nhà được, cưng trồng được, nó sống rồi sống. Nhất là phái thanh gia canh giới với tí tô. Dạ. Hai cái đó rất là khó trồng. Khó trồng lắm à, trời ơi mà chịu trồng nó lên dữ lắm, nhưng mà tí mà rau canh giới nó dễ trồng chút, còn rau này nó khó trồng bạc của sừng luôn á. Nhưng mà con thấy tốt quá, đã quá. Đã quá. Quá đã luôn. Đây nè, cho mày cây canh giới nè, tao năm nay tao chỉ cầm có một cây mà cây hai cây thôi à. Thấy không? Để tao cắt rồi đem về chợ về dâm lại nó. Là nó cũng lên giống vậy luôn. Đi vậy làm như vậy đó tao. Canh giới nó dễ hơn. Canh giới nó cũng dễ nữa. Cái rau ấy đó phải không? Rau ăn bún riêu đó phải không? Đúng rồi. Ừ. Bún riêu. Đây nè, nó nè. Cũng dâm rồi chặt vậy nè. Ngắt vậy xong rồi ngâm nó xuống. Đó, ngâm nó xuống rồi ngâm nữa. Nó về đó vậy đó, để vậy dâm cũng được nữa nó mà để vậy đi. Nó mà dâm vậy là hai bụi này nó nở dữ lắm, còn không mấy thì qua sang năm ghé đây tao cho lại. Tại vì nó chưa biết hẳn là nó có sống hay là không, biết không? Mùa nó vậy đó. Không có, nói chung là nó cũng có mùa đông rồi. Nó mùa đông mà không biết có sống hay là không mà trồng trong nhà thì ok. Đó nè, bỏ vô. Rồi, có việc làm chiều nay. Đó, vậy đó, bây giờ tôi dặn vậy thôi. Trời ơi, đi tới thăm bác mà bác được cho quà. Quá trời rau, quá trời đem luôn, về nhà chào. Đó, về dâm đi. Dạ. Nó ở trong nhà dầm bậy, nó chơi vậy ăn. Gắn tăng hưu nó nữa đó. Nó mà được, nó sống là mày tốt rồi đó. Tốt ha. Rồi, cảm ơn. Vậy đó, rồi đi. Còn mày muốn trồng á, là nữa qua sân năm nó xuống này tao bứng tao cho này. Cái đây hả? Cái này cái mày gì? Về đó mày có đất đó ha. Dạ. Mày trồng á. Thục linh nè, mày trồng á ha. Thục linh. Mày trồng ở dưới đất đó. Mày trồng chừng 3 bụi thôi. Mày trồng thử đi. Nhưng mà làm gì anh? Làm gì? Nó là trị bệnh đó.
Bệnh về gì về? Bệnh bá bệnh đó. Mà nó cũng như cái củ, nó củ khoai lang vậy đó, mà về ăn nó ngon dữ lắm. Ồ, mày ăn củ chứ không ăn củ là... lá ăn cũng được, lá mà về mày luộc mày ăn cũng thơm vậy. Lá non nó cũng thơm vậy. Anh thử bứt cái lá. Nhưng mà luộc, cái nó cũng bình thường thôi, nó không có hôi. Nhưng mà cái củ ngon lắm. Nó bình thường. Nó bình thường. Cái mà nó thục linh nha các bạn. Cái thục linh nè. Nó chỉ bá bệnh đằng đó nha. Mà tụi Mỹ nó trồng nhiều vô lắm nha, nó trồng nó nhiều khi trồng mấy ngàn mét đằng đó. Nhưng mà bây giờ cái củ nó củ nó bự không? Bự củ khoai lang. Như củ khoai lang vậy. Nó y như củ khoai lang. Nó bùi hả? Nó không phải bùi nhưng mà nó ăn nó hơi cái củ sắn vậy đó. Mà nó ngon lắm, nó ngon tàn nhẫn luôn. Nó ăn mày nào mày nấu rồi nấu canh, nấu súp gì mày nấu rồi ăn bổ lắm. Trồng bằng củ luôn hay là sao? Không, bằng bên củ không có đâu, mày trồng cái cây nè, như tao này cây tao canh nè. Okay. Nữa lên á nữa tao nó già cây á, đi lại đây tao cho mấy cây đem về trồng nhưng mà phải có đất nha. Có đất không? Dạ có. Nhà có đất thì trời ơi cảnh bên này thêm hé vườn gì ấy đó. Tới chừng một năm năm mấy hai năm gì đó. Dở lên coi trời. Có nghĩa là mùa đông nó sống luôn hả? Mùa đông nó không sống, kệ mẹ, nó chết cũng được nhưng mà nó không có chết ở dưới. Là, nó không có chết ở dưới, nó mọc lại rồi nó có củ. Wow. Nó vậy nó ngon lắm. Vậy là cứ bán luôn hả? Cái này của tao nè, nè tao dâm á nè. Một chút vậy đó, tao thấy một chút rồi tao chăm bậy nó chơi. Cái đó cái đó không phải cô cú. Mà bông đó cút. Cây bông cúc. Bông cúc hả? Sao thì nó giống như cây cú. Nó vậy thôi. Má nè, trời ơi, coi như đủ thứ trên đời hết. Đó là trời, cái nó cho đó. Tao đâu có xin ba cái quỷ này. Đồ to quá trời ha. Tại vì sao biết không? Ô, rau dền đỏ kìa. Mày muốn lấy hột không? Mày muốn lấy hột vừa ương không? Đó thì nhà con nhiều lắm. Không, nhà con có. Có rồi thôi, có thôi. Rồi một chút tâm sự cùng bác là tới thăm bác nha. Dạ. Cảm ơn bác đã cho chúng con cái vinh hạnh là được nói chuyện và tâm sự biết cuộc sống của bác. Gia đình là như thế nào và để cho mọi người thấy là cái cuộc sống ở hồi lúc bác còn Việt Nam và đi khi qua tới Mỹ, cuộc sống công việc làm và bây giờ hiện tại thì bác đang là hưởng cái tuổi già, tuổi coi như là đã về hưu, cũng có một cái mảnh vườn nhỏ nhỏ để giống như nhớ lại cái thời mà ở Việt Nam cho nó đỡ buồn khuây khỏa cái đầu óc. Đó thì Lâm Vân cũng được một cái vinh dự hân hạnh là được bác mời tới chơi và nói chuyện và đã dạy còn được có rau đi về để trồng để coi nghĩa là không những chia sẻ bác chia sẻ mà còn muốn mang về trồng để được có nhiều cái để mình có nghĩa là có làm thì mới có ăn. Đúng rồi. Vậy cảm ơn cô Vân và cảm ơn cái gì Lâm nha. Khi khác rồi chúng con ghé lại chơi thăm bác vậy thôi. Cảm ơn con nhiều. Đừng có lo, tụi con sẽ tới thăm bác. Nè cái này đó mày biết nó chị ăn cái gì mày biết không? Yeah. Nó chị về bao tử mày đó. Ồ vậy hả? Trời ăn bao tử của mày nó tốt bao tử mày dữ lắm nha. Tô mấy thứ chứ mà nói xin lỗi đó hả? Mày uống thuốc mà chưa bằng cái này nữa đó. Mày về mày ăn đi cái bao tử mà nó tốt nó mạnh cái bao tử mày nữa. Rồi là một chút chia sẻ nha. Rồi chào mọi người, bye bye và bye. Ok bye bye nha. Rồi về coi bye bye. Chúc mọi người mọi sự tốt đẹp. Mọi người thấy hay nữa đăng ký và chia sẻ và ủng hộ và cầu nguyện cho bác có sức khỏe mỗi ngày mà một tốt hơn và cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye. Đây.